Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ 150 phân khối, động cơ làm mát bằng không khí. Đây là dòng động cơ 5 số và một số mo là động cơ được làm mát bằng không khí. Đây, nhìn rất là hầm hố. Động cơ thương hiệu Insean rất là nổi tiếng của Trung Quốc, rất bền bỉ và được sử dụng như một động cơ chở hàng, tương đương với động cơ 175cc. Sử dụng động cơ này thì nó gọn gàng hơn là cái động cơ 175. Với những dòng động cơ 175 thì nó sử dụng cái két nước hoặc quạt tản nhiệt, và cái hệ thống dây dọ của nó rất là phức tạp, nó không phù hợp lắm đối với anh em chế xe 3-4 bánh, và công suất thì nó cũng hơi cao. Với cái động cơ 150 phân khối này thì nó rất phù hợp để anh em độ chế xe, nó rất là đẹp, nó vừa, không phức tạp như cái dòng động cơ 175, nhưng độ khỏe thì lại không kém. Đây, thương hiệu Yangxing này, nhìn rất là hầm hố. Máy đứng các bạn nhé. Cái động cơ này thì cũng như động cơ 125 hay 175 bên mình đang phân phối thì tất cả là đều đi kèm theo dây điện chế hòa khí, lạp IC, dơ le. Các bạn mua cái gì thì tính tiền cái đấy. Còn nguyên động cơ này cũng bán nguyên động cơ riêng luôn. Rất là đẹp. Đây là một số cái phụ kiện đi theo của nó. Phụ kiện bán kèm theo. Đây ga này. Đây là cái rơ ne đề này. Còn đây là bộ IC mô bin tay lắm này. Lạp các kiểu này. Đây mô bin này. Đây là ổ khóa này. Cái khóa này có cả khóa cổ luôn. Cái này các bạn có thể dùng khóa xe máy bình thường cũng được. Đây bộ chế của nó này. Chế của nó rất là hầm hố này. Đối với cái dòng máy 150 này thì cái trục của nó rất là dài. Các bạn lắp cái số lùi vào đây này. Trục của nó rất là dài nên không sợ bị trượt, giống như những cái dòng máy 110 bên này. 125 thì trục nó có một lửa thôi, nó khoảng 1 phân rưỡi thôi. Trục của thằng này nó rơi vào khoảng gần 3 cm. Đấy. Lắp vào hộp số thì rất là yên tâm, không sợ trượt. Sau đây mình sẽ lắp thử một cái bộ hộp số vào cho các bạn xem nhé.